bạn thế đặt trước mà không phải sao bây giờ mình nhìn này nó không nhau đâu tình cảm này đến tối hôm nay đến tối không bằng nhau hả này là bằng nhau rồi bạn nói thì không nghe cái chửi bạn cháu hiểu cái chửi tâm quen phúc à tâm phúc hay đấy lên được đấy phúc chào các bạn đi này cái này ghép vào tư liệu đấy mừng các streamer đến với trải nghiệm mình con gái đi phúc ơi sao đẹp hôm nay đặt tên nào phôi hẳn luôn đức phúc ôi, nhà tao có bác tên là Đức đặt rồi. Tên là Du chứ. Đặt là Du. Phạm Mỹ, Phạm Mỹ không được. Phúc còn tên là Du. À, thế à. Du. Du.